Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Dạng sáng 22 tháng 7, giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay sau nhiều áp lực từ Đảng Dân Chủ. Ông Biden đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris thay mình đối đầu với đối thủ nặng ký Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Theo Reuters, các quan chức chiến dịch tranh cử và đồng minh của bà Harris đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi điện thoại hôm 21 tháng 7. Họ kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng tới, đề cử bà Harris làm ứng cử viên Tổng thống. Nhiều nguồn tin cho biết, những lời kêu gọi này nhằm ngăn chặn các ứng cử viên khác có khả năng trở thành đối thủ của bà Harris trong Đảng Dân Chủ. Bà Harris cũng nói chuyện với Thống đốc bang Pennsylvania, George Shapiro, người tranh cử Phó Tổng thống tiềm tàng và lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, Hakim Jeffries. Việc ông Biden rút lui khiến người thay thế ông chỉ còn chưa đầy 4 tháng để tiến hành chiến dịch tranh cử. Các đảng viên dân chủ nổi bật, bao gồm cả những người thách thức bà Harris tiềm tàng như thống đốc bang California Gavin Newsom ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ nữ phó tổng thống của họ. Bà Harris từng thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống của đảng dân chủ vào năm 2020. Reuters nhận định nếu đắc cử tổng thống, bà Harris được cho là sẽ chủ yếu bám sát sách lược chính sách đối ngoại của ông Biden về các vấn đề như Trung Quốc, Iran và Ukraine tuy nhiên bà có thể có giọng điệu cứng rắn hơn với Israel về cuộc xung đột ở giải Gaza. Một số đảng viên dân chủ lo ngại việc bà Harris ứng cử một phần vì sức nặng lịch sử phân biệt chủng tộc và giới tính lâu đời ở Mỹ. Bà Harris là người Mỹ gốc Á da màu. Một số thành viên đảng dân chủ tin rằng bà Harris có thể tiết thêm sinh lực cho các nhóm vốn nghiêng về đảng dân chủ, nhưng sự nhiệt tình dành cho ông Biden đã mờ nhạt, bao gồm cử tri da đen, cử tri trẻ. Ông Tim Ryan, cựu nghị sĩ đảng dân chủ từ Ohio cho biết. Bà Harris sẽ tiếp thêm sinh lực cho các thành viên người da màu châu Á Thái Bình Dương trong liên minh của chúng ta. Bà sẽ ngay lập tức kéo những thanh niên chán nản trên đất nước của chúng ta trở lại. 4 năm trước, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trúng cử chức phó tổng thống Mỹ. Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà với cái tên người phá vỡ mọi rào cản. Nếu bà Harris được Đảng dân chủ lựa chọn làm ứng viên tổng thống, bà sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử. Nếu giành chiến thắng cho ông Trump, bà còn có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Sau nhiều tuần chịu sức ép trong nội bộ Đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden mới đây đã tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử Tổng thống năm nay. Tuy nhiên, ông Biden không phải Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử rút lui hoặc bị buộc phải từ bỏ chiến dịch tranh cử của mình. Trường hợp đầu tiên phải kể tới là ông Lyndon B. Johnson, năm 1968, ông Lyndon B. Johnson thuộc Đảng Dân Chủ là Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Đầu năm 1968, ông Johnson từng dẫn đầu danh sách đề cử của Đảng, nhưng chỉ giành chiến thắng xích sao trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire trước Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy. Tỷ lệ ủng hộ ông Johnson đã rơi tự do và sau đó giảm xuống 36%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Tiếp đó, khoảng 7 tháng trước cuộc bầu cử, ông Johnson ở tuổi 60 thông báo trên truyền hình quốc gia về việc sẽ không tiếp tục tranh cử. Thứ hai là trường hợp ông Harry S. Truman. Ông Harry S. Truman từng là phó tướng của Tổng thống Franklin Roosevelt cho tới khi Tổng thống Roosevelt qua đời đầu năm 1945 và ông Truman đã đảm nhiệm trọng trách Tổng thống cho tới hết nhiệm kỳ. Tổng thống Truman chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1948 và đủ điều kiện tranh cử nhiệm kỳ 2 trong năm 1952. Trên thực tế, ông Truman bắt đầu mùa bầu cử sơ bộ trên cương vị Tổng thống đương nhiệm tái tranh cử. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 2 năm 1952, tỷ lệ ủng hộ ông đã sụt giảm xuống chỉ còn 22%, mức thấp chưa từng có. Ngày 29 tháng 3 năm 1952, ông Truman thông báo sẽ không tái tranh cử. Thứ ba là ông Chester Arthur. Ông Chester Arthur là đối tác tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa James Garfield người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1880, do đánh mất sự ủng hộ của các đồng minh mạnh mẽ nhất trong thời gian diễn ra đại hội của Đảng Cộng Hòa tháng 6 năm 1884, ông Arthur đã đánh mất suất đề cử Đảng vào tay ông James Blaine, người đã thất bại trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Grover Cleveland trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11. Thứ tư là ông Andrew Johnson. Ông Andrew Johnson thuộc Đảng Dân Chủ là đối tác tranh cử của ứng cử viên Abraham Lincoln nhằm giành suất đề cử của Đảng Liên Hiệp Quốc gia năm 1865. Tổng thống Johnson bị luận tội tháng 5 năm 1868 và bị Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát buộc tội vi phạm đạo luật nhiệm kỳ của văn phòng sau khi bãi nhiệm Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton thuộc Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Johnson đã không giành được suất đề cử của Đảng Dân Chủ. Thứ năm là ông Franklin Pierce. Ông Franklin Pierce thuộc Đảng Dân Chủ là Tổng thống Mỹ đầu tiên hoàn thành nhiệm kỳ đầu mà không được Đảng đề cử cho nhiệm kỳ 2 – Quyết định được đưa ra ngày mùng 2 tháng 6 năm 1856, chỉ 5 tháng trước ngày tổng tuyển cử vào ngày mùng 4 tháng 11 năm 1956. Tổng thống Pierce đã đánh mất sự ủng hộ của các đảng viên đảng Dân Chủ ở phía Bắc sau khi thông qua đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854, vốn cho phép hai bang mới này được quyết định về tính pháp lý của chế độ nô lệ trong lãnh thổ các bang này. Quyết định này đã khiến các đảng viên đảng Dân Chủ ở phía Bắc phẫn nộ khi những người này phản đối chế độ nô lệ. Trường hợp thứ sáu là ông Milak Fillmore. Ông Milak Fillmore là phó tướng của Tổng thống Zachary Taylor thuộc Đảng Bảo thủ Whig, người đã qua đời năm 1850 sau hơn một năm lên nắm quyền. Đại hội Toàn quốc của Đảng Whig vào tháng 6 năm 1852 đã không chọn ông Fillmore, mà thay vào đó đề cử ông Winfield Scott ra tranh cử Tổng thống. Cuối cùng là ông John Tyler. Ông Tyler là đối tác tranh cử của Tổng thống William Henry Harrison thuộc Đảng Whig Người đã lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 1840. Trong nhiệm kỳ, tổng thống Tyler đã đánh mất sự ủng hộ trong đảng và bị trục xuất khỏi Đảng Whig năm 1842. Năm 1844, tổng thống Tyler tái tranh cử nhưng Đảng Dân chủ đã lựa chọn James Polk, Đảng Whig trong khi đó từ chối đề cử ông Tyler tại đại hội đảng và chọn ông Henry Clay. Ngày 20 tháng 8 năm 1844, tổng thống Tyler tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tranh cử. Hôm 22 tháng 7, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường thăm Mỹ trong bối cảnh ông đang chịu sức ép chấm dứt xung đột ở Gaza. Hãng tin Reuters cho hay, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Netanyahu tới đồng minh quốc tế quan trọng nhất của Israel kể từ khi ông trở lại nhiệm kỳ thủ tướng lần thứ 6 vào cuối năm 2022. Theo dự kiến, ngày 23 tháng 7, ông Netanyahu gặp ông Biden nếu tổng thống Mỹ kịp bình phục sau khi mắc COVID-19. Ngoài cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden, người đứng đầu chính phủ Israel còn có kế hoạch phát biểu trước Quốc hội Mỹ cũng như có thể có cuộc gặp trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đây. Ít ngày trước, một số nguồn tin Israel cho biết, giới chức nước này đang dàn xếp cho cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump trong khuôn khổ chuyến thăm trải qua nhiều tháng quan hệ lạnh nhạt với Washington về cách Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chuyến thăm này mang đến cho ông Netanyahu nền tảng để cố gắng thiết lập lại quan hệ với Washington. Bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ dự kiến tập trung vào việc phối hợp phản ứng của nước này và Israel trước tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông. Theo Reuters, áp lực của Mỹ đối với Israel về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chính trị với người Palestine cùng lời đe dọa từ chối chuyển giao vũ khí của Mỹ đã nhấn mạnh nhận thức ở Israel rằng mối quan hệ với Washington đã suy yếu dưới thời ông Netanyahu. Liên quan các cuộc đàm phán, văn phòng thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu đã ra lệnh cử phái đoàn tham gia đàm phán ở Qatar về thỏa thuận con tin với Hamas vào ngày 25 tháng 7. Phái đoàn sẽ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Mossad David Banea dẫn đầu và tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp do Qatar cùng Ai Cập làm trung gian với sự trợ giúp của Mỹ ở thủ đô Doha. Đến nay, mọi nỗ lực hòa giải để đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập dẫn đầu cùng với sự hậu thuẫn từ Mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Trong khi đó, cả Israel và nhóm Hamas đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột ở Gaza đã kéo dài hơn 9 tháng qua. Ngày 21 tháng 7, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân người CIA cho biết, đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một địa điểm ở Eilat, thành phố cảng phía nam của Israel. Trong một tuyên bố trên mạng, nhóm dân quân tuyên bố nêu rõ mục đích cuộc tấn công nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ còn tiếp tục có hành động tương tự. Tuyên bố trên không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm bị tấn công và con số thương vong Chính quyền Israel cũng chưa có bình luận gì về vụ tấn công này. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, tuyên bố hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Hồi đầu tháng 7, lực lượng Houthi tại Yemen cũng phối hợp với nhóm vũ trang nói trên tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một mục tiêu quan trọng ở thành phố này kể từ khi xung đột ở giải Gaza bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các căn cứ của Israel và Mỹ trong khu vực. Ngoài nhóm này, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng liên tục tấn công các mục tiêu ở Israel kể từ khi xung đột bùng phát. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, việc các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt mở các cuộc tấn công vào Israel là nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza trước khi lên đường thăm Mỹ trong tuần tới. Về chuyến thăm này, truyền thông Israel và khu vực cho biết, tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn mới tại Gaza cùng các vấn đề liên quan nằm trong số những nghị sự thảo luận trọng tâm giữa thủ tướng Israel với lãnh đạo Mỹ, trong đó dự kiến có tổng thống Mỹ Joe Biden và có thể là cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây.